Sao cậu lại ở đây? Anh Chun -ho. Sao không trả lời? Tại sao cậu lại ở đây chứ? Vậy còn anh Han Chun -ho sao lại tới đây? Anh Han Chun -ho, Tôi là anh rể của cậu đó cậu biết không? Cậu dám ngang ngược kêu tên của anh rể ra như vậy sao? Nếu vậy phải ra dáng anh rể chứ Sao chứ? Anh tới đây như vậy Chị tôi biết không hả? Cái thằng nhóc này thiết tình tư... Anh định làm cái gì vậy? Kêu cậu ta ra ngoài ngay Anh mới là người phải ra ngoài đó tại sao tự ý vào nhà của người khác mà không được chủ nhà đồng ý vậy quan công hy anh sang quân nói đi như vậy nghĩa là sao chuyện sang mi bị sảy thai không phải là tại tôi đúng chứ chuyện đó để sau rồi hắn nói không nói bây giờ đi như vậy là sao sang mi sảy thai không phải là lỗi của công hy sao tôi đang hỏi cậu như vậy là sao hả chỉ là tai nạn thôi Sao chứ? Chỉ để nói như vậy thôi. Mà đêm hôm cậu chạy tới nhà một người phụ nữ như vậy sao? Anh cũng hãy nói lý do mà anh chạy tới đây kiếm chuyện đi. Cậu ra ngoài đi. Anh không định ra ngoài thật sao? Thằng nhóc này không ra thì anh cũng sẽ không ra đâu. Anh Han Chun hô à? Cô Kim hi tôi đi về trước đây. Chúng ta nói chuyện sau nha. Được chưa? Bây giờ thì anh cũng ra ngoài luôn đi Nếu như vậy thì em dọn về nhà của mẹ em đi Sao? Đêm hôm để đàn ông khác vào nhà như vậy Tại em dọn về nhà mẹ của em còn hơn Tôi thực sự không còn biết nói gì với anh nữa <laughs> Anh bị điên rồi hả? Ở đây là đâu mà anh tự ý vào chứ Anh không muốn nhìn thấy thằng nhóc đó nữa Anh vào chỉ để nói vậy <laughs> Anh không biết tôi là người phụ nữ rất kiêu ngạo sao chuyện anh không muốn làm tôi là càng muốn làm vậy thì sao đây em nói gì chứ để tôi gọi điện thoại cho sang mi nói anh đang ở đây ha nếu không muốn vậy thì đi đi giờ đừng bao giờ tới tìm tôi nữa anh biết chưa à. giờ mới đi làm về sao cái thằng này thiệt chị ngồi dậy đi có chuyện gì vậy chứ chị có chịu ngồi dậy chưa hả chị mệt quá để mai rồi nói đi hôm nay em gặp chị kim rồi em đã gặp bác sĩ sản khoa của chị Em gặp bác sĩ sản khoa của chị là sao hả? Có phải chị bị điên rồi không vậy? Sao chị lại giấu chuyện chị sẽ thai để kết hôn, sao chị có thể chứ? Em đã biết hết rồi sao? Vậy thì sao? Bây giờ em định làm gì hả? Sao? Em định nói Với anh Chun hô chuyện này, lẽ ra giờ chị không nên nói như vậy mà phải nói xin lỗi chị sai rồi, điều đó quan trọng hơn chị không biết sao? chị không còn sự lựa chọn nào khác em biết rõ mà anh ấy vì tình thương với đứa con cho nên mới kết hôn với chị thôi em không biết chuyện này hay sao vậy thì sao chỉ vì muốn được kết hôn với anh ta mà chị nói dối chuyện tày trời vậy sao đúng vậy chị chỉ có thể làm như vậy mà thôi chị đúng là quá đáng thương mà bởi vậy cho nên em coi như tội nghiệp cho chị của em đi xem như là chưa từng nghe gì hết nếu như em không muốn thấy chị chết em không làm được chuyện đó <laughs> chu sao quên dù là chị rất đáng thương đi chăng nữa cũng không thể bắt người vô tội chịu cảm giác ấy nấy được rồi sao ý là con sẽ đi nói với quan Cầm Hy tất cả mọi chuyện mà con biết hay sao không lẽ mẹ cũng đã biết chuyện này rồi đúng vậy mẹ à là người làm cha làm mẹ sao mẹ có thể nhìn con cái của mình đi sai đường như vậy Vậy còn hơn là phải chết. Nếu là con, con sẽ đứng yên nhìn con của mình sắp chết hay sao? Chị của con, mất đứa con đã chết nửa đời rồi. Nếu mất luôn con rể han nửa đời còn lại con đó chắc chắn cũng sẽ chết. Mẹ làm sao mà trơ mắt đứng nhìn được đấy? Mẹ như vậy không phải là giúp chị, mà đang hại chị đó, mẹ biết chưa? Vậy còn hơn là phải chết. Cho nên, nếu con không muốn nhìn thấy chị con chết, thì im miệng lại đi. Mẹ đe dọa con, cũng vô ích thôi. sao quên à chú sao quên anh hô có chuyện gì sao không có chuyện gì đâu cậu út à giờ này rồi mà cậu đi đâu vậy hả cậu út bị làm sao vậy à, không có chuyện gì đâu anh à <laughs> con về rồi hả mẹ cũng ở đây luôn sao ừ anh Chun Hô à vô phòng đi mẹ à xuống nhà đi à, à, được rồi được rồi cậu út có chuyện gì phải không <laughs> không phải chuyện làm cho anh phải lo lắng đâu anh à, đi tắm rửa rồi thay đồ đi anh biết rồi chuyện gì tôi bị xảy thai không phải lỗi do cô đâu xin lỗi anh khuya rồi còn gọi nhưng tôi tò mò quá không thể chịu được nữa bây giờ anh sang quân đang uống rượu đó hả tới rồi hả xem ra là có chuyện gì thật rồi phải có chuyện đó là chuyện gì vậy là chuyện khó nói lắm hả có phải đó là chuyện mà tôi muốn biết không cho nên em mới tới tìm tôi anh muốn tôi đợi anh hay là Tôi đừng hỏi gì nữa Không đâu Cô là người trong cuộc mà Cô nên biết chứ Nếu gì tôi đã không nói Thì tôi là người phải nói Vậy thì anh nói đi Là chuyện gì vậy? <laughs> anh nói đi sang quân chuyện chị tôi bị mất đứa con không phải do lỗi của cô đâu chuyện đó hồi nãy anh đã nói rồi nhưng mà tại sao lại không phải là lỗi của tôi bởi vì chị tôi đã xảy thai trước đó rồi anh nói vậy nghĩa là sao chứ thật sự tôi không hiểu anh đang muốn nói gì chị tôi trước khi kết hôn với anh han chun ho đã bị xảy thai từ trước rồi à, anh anh nói gì sao lại như vậy được chứ à, không thể nào như vậy được sao lại có chuyện đó được hả chắc anh sang quân đã nhầm lẫn chuyện gì đó rồi vậy nghĩa là chị của anh đã bị xảy thai nhưng vẫn bày trò đó để đổ họa cho tôi có đúng vậy không tôi thật lòng xin lỗi. tại sao anh lại phải xin lỗi? cô Kim Hi, tôi muốn chính tay tôi nghe lời Sang Mi nói. cho dù là nghe lời xin lỗi, tôi cũng muốn đích thân Sang Mi xin lỗi tôi. nói đi cậu biết tại sao tôi gọi điện thoại cho cậu rồi chứ ừ vậy thì bây giờ cậu ra ngoài ngay đi Tại sao cậu làm vậy hả? Tôi xin lỗi, tôi muốn nghe cậu nói lý do trước đã. Rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy? Vì tôi sợ mất anh Chun Ho. Lý do mà cậu đổ quả cho tôi là vì cậu sợ mất anh Han Chun Ho sao? Khi nào? Còn có cậu ở bên cạnh tôi cũng cảm thấy vô cùng bất an cho nên vì muốn cậu nghỉ việc ở tiệm của sang quên tôi mới phải làm như vậy vậy có nghĩa là cậu muốn tôi phải mang cảm giác tội lỗi cậu muốn tôi phải nghỉ việc ở tiệm của sang quên vậy cho nên cậu mới bắt tôi phải mang tội là kẻ giết người hay sao hả giết người sao tội giết người hả cậu nói là tại vì tôi mời đứa con trong bụng của cậu phải chết như vậy mà không phải là bắt tôi mang tội giết người hay sao chứ đúng vậy nghe cậu nói vậy cũng đúng nếu mà nghĩ như vậy tôi có thể biết được trong lòng cậu khó chịu tới mức độ nào không đâu một người chưa từng trải qua như cậu sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau đó đâu vậy cho nên chính cậu cũng nên nếm trả sự đau khổ đó một lần đi cậu nói vậy là sao hả không lẽ cậu định nói chuyện này cho anh Chun Ho biết hay sao? Đối với cậu thì nỗi đau lớn nhất. Là anh Han Chun Ho biết được sự thật này hay sao? Dù là vậy thì cũng đành phải chịu thôi. Tôi biết cậu không phải là người như vậy. Không đâu. Tôi rất có thể là người như vậy. Nhưng mà tôi sẽ không làm vậy đâu. Tại sao? So với việc để Han Chun Ho biết được chuyện này Thì tôi biết nỗi đau lớn hơn là gì Cậu nói vậy là sao hả? Nỗi đau lớn hơn hả? Kể từ khi cậu giấu giếm sự thật này Thì mỗi ngày cậu phải sống trong nỗi đau như ở địa ngục vậy Cứ mỗi một giây một phút cậu đều sẽ cảm thấy bất an Bây giờ cũng như vậy đi Mỗi khi Han Chun Ho ngủ dậy Cậu sẽ phải nín thở giúp anh ta thay quần áo. Cậu sẽ phải nín thở lấy túi sách cho anh ta đi làm. Cứ mỗi một động tác nhỏ của Han Chun Ho cũng sẽ khiến trái tim của cậu đập thình thịch. Vậy cho nên, cậu cứ sống trong nỗi đau khổ đó đi. Cả đời cũng đừng để cho anh ta phát hiện ra. Như vậy, Tôi sẽ xem như cậu đã hứa là không nói chuyện này với anh Junho. Ho Với lại Nếu cậu muốn quay lại tiệm của Sang Won thì cứ quay lại Tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa đâu Cậu không nói thì tôi cũng sẽ tới đó Không có lý do gì mà tôi phải nghĩ hết Nhưng mà Chu Sang Mi à Tôi thấy cậu quá tội nghiệp cho nên mới nói Cậu nên nói thật cho Han Chun -ho biết vậy sẽ tốt hơn. Đó cũng chính là cách Để cho cậu không mất Han Chun Ho mà cậu yêu thương Chỉ có duy nhất cách đó mà thôi Nè, con còn đi đâu về vậy? khuya lắm rồi. con đi gặp Kim Hi. Kim Hi? lại. vợ trước của con rể Han sao? Cặp nó làm gì? con qua đây đi. À. không lẽ Sang quân nói cho con nhỏ đó biết rồi sao? Dạ. cái thằng này. rồi. Trời... Không biết con nhỏ đó nó có nói cho con rể hành biết hay không vậy? Cũng may là cô ta sẽ không nói cho anh Junho biết. Thật vậy hả? Ừ. Đúng là trong cây rủi có cái mai. Nhưng có thể tin lời nó nói được không? Cô ta kêu con nói ra trước đi. Đó là cách để cho con không bị mất anh Junho. Sao vậy? Ờ, mẹ cảm thấy nó nói đúng đó con. Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có dấu chuyện xảy thai. Chuyện đã tới nước này rồi mà Ừ ai mà cản con được ừ? Mẹ cũng vậy đó Trước khi chuyện này dở lỡ quan tâm tới sang quên nhiều một chút Con nói vậy là sao Cầm hi Định quay lại tiệm của sang quên làm gì kìa Trước khi xảy ra chuyện Hai người có tình cảm giống như mẹ lo lắng Thì phải xử trí trước đi Đúng như vậy Em đi đâu về vậy? Em làm anh thức hả? Em đi đâu vậy? Ờ. Em không ngủ được nên em ra ngoài hóng gió một chút thôi. Đi một mình nửa đêm sao? Thỉnh thoảng cũng như vậy. Anh ngủ đi. Em cũng ngủ đi nha. Em biết rồi. như vậy nghĩ là sao? Sang Won không về nhà hả? Sáng nay em vô phòng không thấy nó đâu hết đó. Bà có biết chuyện này không? Làm sao tôi biết được? Nó cũng không nói là ngủ ở bên ngoài. Công việc chất vả lắm sao hả? Dù có vậy đi chăng nữa thì cũng phải về nhà ngủ chứ. Nhưng mà dạo này Sang Mi có chuyện gì buồn hay sao? Dạ. Sao mới sáng sớm, vẻ mặt đã như vậy rồi? ờ. À dạ không có gì đâu ba em có cần đi điều trị chứng bệnh mất ngủ hay không sao tự nhiên phải điều trị mất ngủ tối hôm qua cô ấy không ngủ được phải đi ra ngoài đó mẹ sao vậy hả ừ dạ con đi tập với mẹ đi nha ờ dạ được khi nào rảnh cơm chu tới tiệm làm tóc nha con ừ. tối làm gì mẹ mấy bà thím cứ loạn hết cả lên à cứ nói là muốn chụp hình với con <laughs> Công chu nhà mình đã trở thành ngôi sao thiệt rồi ha Ba <laughs> à, này sao lại nói như vậy Khi nào con tới Con xin lỗi mẹ nha Bây giờ con không có ở đẳng cấp đó nữa Cái gì Ngôi sao thì phải biết tự đề cao giá trị của mình Phải lựa chọn thời gian và nơi chốn Nghĩa là Con không muốn tới tiệm lập tóc sao Không phải là con không muốn tới Mà là không thể tới Nhưng mà trước giờ su dân đều ăn cơm ít vậy hả con dạ hay là con sợ bác phải trả tiền cơm nên ăn ít phải không cứ ăn nhiều vô ngoài tiền nhà ra thì bác sẽ không có thu của con thêm mười quan nào nữa đâu tiền tiền nhà sao ờ su dân ạ cùm đông à Còn sao vậy à thôi ăn cơm trước đi ăn cơm trước đi rồi nói thôi ăn đi à, xin lỗi sưu dương cậu sao vậy không phải tôi biết tôi sai rồi đúng ra nên nói trước với cậu 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 đừng khóc nha. Không có. Tôi chỉ cảm thấy buồn thôi. xu Dương ạ. Tôi đi làm trước nha. Ờ. À, à. à. cô cẩm hy uống rượu xong thì phải dọn dẹp chứ sao lại để lung tung như vậy ờ nhưng sao cô lại tới đây vậy tôi là nhân viên thì phải tới đây làm việc chứ sao cô cẩm hy cảm ơn anh nha sang quân cũng nhờ có anh mà tôi đã thoát được cảm giác tội lỗi à lẽ ra ngay từ đầu cô không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi dù là vậy nhưng đây là chuyện của chị anh nên anh rất khó nói ra ờ hôm qua tôi chỉ nghĩ tới tâm trạng của mình mà tôi không nghĩ đến anh cũng đau khổ như thế nào tôi xin lỗi nha vậy từ giờ chúng ta đừng thấy có lỗi với nhau nữa cũng đừng nghĩ tới chuyện đã qua được rồi vậy đi ờ à, cô cứ để đó đi để tôi dọn cho tôi nghĩ tốt nhất bây giờ anh mau đi tắm đi cũng vì chuyện phục vụ kém mà tiệm ăn đã có quá nhiều vấn đề rồi còn gì bây giờ tới giám đốc mà cũng như vậy thì sẽ không tốt cho lắm đâu. À, bộ dạng của tôi lôi thôi lắm hả? tôi không thể nào nói không phải được. <laughs> em tới rồi hả công chú? em bận lắm anh gọi tới ngoài làm gì? em vẫn còn giận sao? vì anh không nhận ra tay của em nắm nhầm tay của người khác sao? có thể không giận được hả? Thôi em bớt giận đi mà. Em cứ giận hoài anh vậy. Anh không thể làm được việc gì hết. Anh có cảm thấy vô cùng hối lỗi hay không? Ờ, à, trời ơi, chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Anh sắp chết luôn rồi nè. Tóm lại lần sau mà anh làm như vậy nữa coi. Lúc đó anh sẽ chết với em luôn. Sao lúc giận mà em cũng đẹp quá vậy? Hả? À, không biết. Đưa tay cho anh đi. Đưa tay làm gì? Sau này để anh không nhầm tay của cô gái khác thành tay của em nữa nên anh phải cần cầm thường xuyên á ừ, em không cho cầm thì sao đây là cái gì vậy còn là cái gì nữa nhẫn cặp của tụi mình nhẫn cặp sao À, anh đã mất tới hai tiếng để chọn đó, nhưng không biết em có thích hay không. Đẹp thiệt đó. <laughs> Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà sao anh biết cẩn tay của em? À, anh hỏi tổ quá trang. Anh thấy trong kịch bản có cảnh em đeo nhẫn ngọc. Nhưng mà em biết không, chiếc nhẫn á, là cái còng tay nhỏ nhất trên thế giới á. Dĩ nhiên là em biết chứ, nhưng em thích đeo nó lắm anh sẽ không buông em ra đâu chủ tịch nè ông uống đi <laughs> chuyến đi nước ngoài thuận lợi chứ vòng à, vòng đây thôi mà xem là nước ngoài hay sao tôi đi thường xuyên hơn ở nhà nữa ông đi thường xuyên còn hơn ở nhà nữa hả đi hồng kông đó hả tóm lại việc cấp bách đã giải quyết xong rồi ồ ở đây cũng có chuyện cấp bách nè mà nói vậy là sao tôi nghe người ta nói về công việc của chủ tịch rồi nói ông chính là nhân tài đầu tư <laughs> bởi vậy mới nói tôi có thể đầu tư vào chỗ của ông một chút được hay không vậy ờ à giữa tôi với bà không nên nói tới chuyện tiền bạc ừ, tại sao ừ nhìn tôi không lẽ không có vẻ giàu có như những người mà ông đã từng quen biết sao những người đó chỉ biết có tiền thôi chỉ biết có tiền thôi hả bà muốn cha có thể không có nhiều tiền bằng những người đó nhưng mà lại có thứ mà những người đó không thể nào có được ừ, đó là cái gì chứ vẻ đẹp và trí tuệ ông nói tôi có vẻ đẹp và trí tuệ đó hả lạ thiệt mình có trí tuệ hồi nào ta sao ờ. à, không có gì tôi nói à. giỡn thôi ông uống à, đi được, được, được. <cười> <cười> sao vậy anh sang quân bộ còn có chỗ nào chưa thu dọn xong hả à, không phải có cô công hy ở đây tôi cảm thấy tiệm khác liền lúc không có tôi thì sẽ như thế nào đây ừ, giống bánh mì đậu đỏ không có nhân Ê, đây là tiệm mì pasta mà nên so sánh với mì kim chi không có kim chi hoặc là mì sốt tương hải sản mà không có tương đậu nành như vậy thì sẽ đúng hơn một người biết nghĩ cho tiệm như vậy sao có thể xin nghỉ việc được chứ Ủa, Ủa? chị không Hy hi... Xuân Cung hả chị quay lại làm việc rồi hả à chị quay lại làm việc rồi vậy thì tốt quá rồi Em đang lo một mình, anh Sang Quân sẽ dứt giả lắm. Ừ, sao em không gọi điện thoại trước mà tới vậy? Bác gái mới gọi điện thoại cho em. Nói tối qua anh ngủ ở tiệm. Ờ, à, oh. à, vậy thôi, tôi đi dọn dẹp cho xong. Ờ, à, chị à, không cần đâu. Để em với anh Sang Quân làm cũng được. Hôm nay chị về sớm đi. Hả? Như vậy được chứ? Ờ, oh, được. À, thôi, nếu vậy tôi về trước nha. Gặp lại em sau ha, xin cung. <laughs> vậy là con quyết định quay lại tiệm ăn làm việc hả dạ ba con làm như vậy đúng lắm đó nói thật nếu không có cậu chủ bên đó thì con sẽ thế nào đi đúng đó chỉ cần á đưa được dơ rum nhà mình về nữa là ba không còn ước mong gì hơn ừ. sao lại không còn ước mong đưa được dơ rum về rồi phải tìm một người bạn đời tốt nữa thôi mẹ chứ con định một mình sống suốt đời hiện sao tại sao lại một mình chứ con còn có dơ rum nữa mà ừ trời xin lỗi nha anh không thể đưa em về được anh nói gì vậy bác gái kêu em đi về cùng với anh mà anh có chuyện cần nói với nhà của anh vậy sao có em tới nhà cả hai bên đều sẽ bất tiện anh về trước nha Ủa? Sao con à tới đây đi, cô có để phần cho con nè. Con định đi du lịch hay sao vậy? Con có chuyện muốn nói với cả nhà. Chuyện gì vậy? Con sẽ dọn ra khỏi nhà. Ừ, sao? Dọn ra khỏi nhà à?